kiểm tra thêm cái mặt trên nè. Mặt trên này, đây là cái phần cấp nguồn cho bo rồi cái phần power law nè, phần power law nè. Đấy, đây là bốn cái con bốn con này là power law nè. Đấy, relay power law nè. Đấy, đây là phần diode nắng dòng nắng lọc của phần công suất ha. Còn cái đây là phần input. Các bạn để ý này. Cái phần input này các bạn có ba chân. Nhưng mà các bạn chỉ dùng hai chân thôi. Chân sin nè, chân generator. Sin là chân chân tín hiệu này, chân generator là chân 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 nó chân chân mát này. Đấy. Các bạn lấy hai chân này các bạn cấp tín hiệu vô. À. Rồi cái chân bro này. Cái chân bro này á, là cái chân báo relay. Các bạn lấy cái chân bro này với một cái chân mát. Mát này nha. À, đừng có lấy mát chỗ đây nha, mát đây RND cho mình nó cách ly rồi, nó khác rồi. Thì các bạn lấy khi mà cái relay nó chưa đóng á thì cái chân bro này á, cái chân bro này, đây, cái chân bro này với chân mát này á thì các bạn đo được nó sẽ là 12V. À, còn khi relay đóng rồi á là nó bằng 0. À, cho nghĩa là nó bằng điểm mát. Đấy, các bạn để ý nha. À, tín hiệu là cấp vô chân sin. Sin và chân generator. Đấy, là hai chân này cấp cho mát, à, cấp cho tín hiệu. Cái này là cái chân báo báo relay. Thì khi các bạn lấy như thế này thì các bạn chỉ cần đấu một bông led, cái đây là mà các bạn lấy thành dương đi, nguồn dương. Bắt dùng một con trở khoảng 2-3 kg gì đó. Thì cái đây nó ra 12V, mình cấp 12V. Thì các bạn cản để cho cái bông led nó sáng. À, relay không đóng thì led sẽ sáng. Và relay đóng vô thì led nó sẽ tắt, nó báo là chung bộ relay test là cái dịch nó là chung bao vợ đấy. Rồi khi các bạn kiểm tra xong bằng mắt thường rồi đó, và các bạn xác định được những điểm để mình kết nối cái đường tín hiệu vào ạ, thì bắt đầu các bạn đóng điện đi. Cái bo này thì mình thiết kế nó lắp như thế này nha các bạn. Các bạn lắp lên lắp đứng như thế này là không có được đâu. Lắp đứng này nó cái khoảng cách nó xấu lắm. Cái khoảng cách đây mình thiết kế nó rất là rộng, nên các bạn lắp này từ đây mà ra tới đây là rất là xa. Nó xấu lắm, mình không có thiết kế nó, nên em làm, nếu làm sai thiết kế của mình mà chờ xấu chờ đẹp thì mình không chịu trách nhiệm. Thiết kế của mình là như thế này, anh em cố gắng như thế này đi. Rồi đợi bây giờ mình sẽ đóng điện vào và mình chỉ cho các anh em cách kiểm tra. Mình vừa kết nối không, đây là phần nguồn ha. Các bạn có đây là chất nguồn thử nghiệm của mình ạ. Mình đang cấp cho cái nguồn đó là nguồn một chiều nghe các bạn, vì nó không có tụ. Nếu mà mình cấp cho nguồn xoay chiều nó nắng lọc ra không có tụ thì mạch nó chạy không có được đâu. Nguồn cấp cho đây là nguồn một chiều, mình cấp cho nguồn một chiều nó vẫn chạy bình thường, qua đi có nắng lọc lại một lần rất là tốt. Đấy, thì các anh em để ý này, cái nguồn cấp cho nó, cái nguồn cấp cho bo đây hiện tại là mình cấp 160V đó. 162, 63 đó. Thì mấy bộ đo dưới mát này 81V, cái bo này chạy áp rất là cao. Áp cao vẫn được, áp thấp vẫn được, và thấp hơn 80V của 40-50V đôi nó vẫn chạy được. Nhưng mà mình được, nhưng mà có mấy yếu tiếng hay không mình không biết, do mình chưa thử chứ mình biết nó sẽ được. Còn nếu mà bị mấy yếu tiếng thì anh em sẽ liên hệ cho mình sẽ chỉ cho cách đỡ khắc phục. Rồi việc đầu tiên khi anh em mà nhận một cái bo về kiểm tra bằng mắt hết các kiểu mà thấy nó bình thường rồi á, cái đây nói sao, thì anh em kiểm tra giùm mình cái phần cực. Cái đó là cái điều quan trọng mà mình khuyên anh em nên lưu ý đầu tiên. Không phải cứ mua cái bo về và đóng điện vào là chạy được liền đâu. Nếu mà chạy được liền thì nó gặp may, còn nếu không chạy được liền thì các bạn gặp sụp xuôi đúng không. Việc đầu tiên các bạn phải còn quan tâm nhất đó là cái phân cực của cái sợi có sẵn là bao nhiêu. Đây là 0.37 ha. Bên này thưa bao nhiêu? 0.37. 0.37. Có là đấy, như đó là phân cực của đó là được rồi các bạn. Và đây là cái biến trở trên phân cực. Nếu mà cái phân cực đó nó cao quá.
ví dụ nó cao quá thì các bạn hãy chỉnh dùng cái biên trợ này, chỉnh. Ví dụ như đây là mình đang, nếu mà dặn cùng chiều kim đồng hồ này, cùng chiều kim đồng hồ là phân cực nó sẽ tăng, các bạn thấy nó tăng không? Đấy, mình chỉnh mạnh tay là sao, mình thoải mái mình chỉnh là sao các bạn, do là mình chưa lắp sò công suất. Nếu mà các bạn lắp cái sò công suất rồi thì các bạn đừng có chỉnh mà chỉnh dài tay mà chỉnh mạnh tay như thế này. Đây là ngược ngược chiều kim hồ là giảm phân cực này, thấy các bạn, đấy giảm phân cực, giảm phân cực cùng chiều kim hồ tăng phân cực, đúng không? Đấy, thì cái phân cực mình đang đỡ còn cỡ 0,3 mấy đó, thì khi mà nó chạy nó nóng lên rồi thì các bạn phải kiểm tra nó. Đấy, cái đấy để mình nói sao. Cái đấy là khi các bạn kiểm tra đầu tiên. Phải kiểm tra đầu tiên. Vì nếu mà cái phân cực mà lỡ ví dụ như cắm vào mạch nó vẫn ổn định ha, có nghĩa là không có bốc khối này, không có cháy nổ gì hết, mạch relay nó vẫn đá cho cái bắp. Thế thì các bạn nghĩ chắc là ổn rồi, nhưng chưa chắc đâu các bạn. Nhiều lúc cái phân cực chỗ này mình có khi thở là mình sẽ quên, mình quên, nhiều lúc nó vẫn có quên đấy các bạn. Phân cực này nó còn 0,5 hoặc là 0,6. Các bạn đóng sò vô, đỡ chập xong nó nóng rang, mà hát đâu cỡ 15-20 phút nữa là chích khối. Đấy, thì không hiểu tại sao cứ thấy vô luôn con chích, thấy vô luôn chích. Nhưng mình cũng hay trao đổi với nhiều anh em, thì nhiều anh em sẽ không để ý tới cái vấn đề phân cực. Đấy, nghĩ cái gì tới vấn đề phân cực đi. Phân cực chỗ đây ha, 0,3. Chỗ đây 0,3 là ổn rồi ha. Thế là cái mạch này là khoan vậy là ổn rồi đấy. Các bạn kiểm tra tiếp thử cái rò đơ sơ của nó là khoảng bao nhiêu, chuyển sang cái thằng milivolt nè. Rò đơ sơ tín hiệu đơ sơ, ủa sao đây nó thấp dữ vậy, cái này khoảng cái bò này rất là thấp đó các bạn. Cái đây thường thì nó khoảng 1-2 milivolt hoặc có thể cả 10 milivolt, có thể cao hơn, nhưng mà càng thấp càng tốt. Rồi, đó là kiểm tra phần lọt đơ sơ này, nó không có lọt đơ sơ, gần như là không có lọt, mà nếu có thì nó đơn dự đơn vị nó là milivolt. ISO, cái phần ISO đấy nó cũng có 0,8 milivolt thôi, chưa được 1 milivolt, nó rất là nhỏ. Rồi, để mình nói luôn, cái là tại sao phải kiểm tra cái phần đơ sơ. Nhiều lúc á cái bo trong này nó bị lỗi. Cái phần đơ sơ nó lọt ra ít, không có 1 volt hoặc là không, hoặc là có gần 1 volt chẳng hạn, thì chứng tỏ là cái phần vi sai đây này này. Cái mà hai con vi sai đây này, hai con vi sai đây này, cái hệ số cốt đại nó không có cân, cái hệ số cốt đại của hai con này nó lệch nhau nhiều quá, thì cái phần đơ sơ của mình nó sẽ lọt ra nhiều, nó kêu vài chục hoặc vài trăm milivolt, như thế thì nó vẫn chạy được, nhưng mà nó không tốt lắm. Nếu mà không có bo nào mà có cái lọt đơ sơ cao như thế đó các bạn, có là mình bỏ ra liền, mình xử lý liền. Còn xử lý như thế nào thì ở mình đây thì mình chỉ thay cục mới thôi, chứ còn cũng không có rảnh đâu mà ngầu mà đo số cốt đại của hai con này cho nó giống nhau mà đúp vô. Còn nhiều cái bo khác thì như nó sẽ có một cái biên trở chỉnh đơ sơ offset đó. Là để chỉnh cho cái điểm đơ sơ ngỏ ra này nó sẽ về không, gần gì không thôi, chứ có khi cũng chẳng gì không được đâu. Đấy, đó là một điểm tại sao chúng ta phải kiểm tra đơ sơ ngỏ ra. Đấy, và thứ hai nữa là tại sao tôi phải kiểm tra tín hiệu ISO ngỏ ra. Đây, mình đang đợi ISO ha. Tín hiệu ISO ngỏ ra thì các bạn sẽ biết là cái bo nó có bị ù xì không. Không, ù xì thì chưa đâu, cái vấn đề là bo nó có bị tự kích hay không. Có bo có tự kích hay không, nghĩa là khi cái bo mà nó chưa có tín hiệu vào nhưng mà nó vẫn có lăng tăng vài milivolt ra ngõ này. Cái độ no, cái đương nhiên là cái noi, cái độ ồn của nó cao quá, và thậm chí là nó có cả sóng sinh đi ra luôn.
Ở đây thì không có cái bo nào có như thế đâu các bạn, có mình ngồi mình xử lý liền. Vì đưa như thế ra thì nhiều cái bo là nó hát không được, nó xử lý nó hát không được, nghĩa là không được. Cho nên là các bạn phải cần kiểm tra hai cái vấn đề đấy. Ừ. Nếu mà có IC vài volt lọt ở ngoài ra thì là cái bo này là hỏng rồi, bị tự kích rồi, chẳng hạn như thế. Ừ. Như thế là ổn rồi đấy. Phân cực là nó ở thấp, mức thấp khoảng 0,3. DC và IC ngoài ra ở mức thấp, có thể là bằng 0 cũng được đó. Không là quá lý tưởng luôn. Ừ. Mạch relay này các bạn. Nó đóng được bụp không? Đấy. Các bạn kiểm tra luôn cái phần mạch relay nữa. Nếu mà các bạn có được một cái đồng hồ kim á. Đồng hồ kim thì quá tốt. Các bạn để ý nè. Cái thang nhân 1 không? Đây, mình đỡ cái thang nhân 1. Mình chọt vô cái điểm không, điểm RND này. Các bạn thấy chỗ con này là con 3 kg 3, 33 kg. R21 này, các bạn chọt cái này. Rồi lại nhảy này, nhảy bộp không? Đấy. Đấy. Đâu lại cái. Có nghĩa là sao? Đó là khi bạn các bạn cấp cái tín hiệu DC dương này, âm này. Đồng hồ đồng đây là đồng hồ cơ nha các bạn, thì cái đây là cái đây dương này, cái đây là âm này. Chứ không phải như đồng hồ số đâu, đồng hồ số là cái tín hiệu cái dòng nó ra rất là thấp, nó không có đủ tác động này đâu. Thì cái mạch relay này nó làm việc được. Đấy, nó làm được việc. Và các bạn tự tin là khi mà các bạn lắp lên có sự cố gì lọt DC thì nó vẫn nhảy được. Đây là cái phần báo nhiệt nè. Đấy. Chỗ này là lắp hai con relay nhiệt hai chân con relay nhiệt thôi, nó nhảy phập là không, nhảy trả lại. Đây. Còn khi mà relay nó nhảy thì các bạn đo nè, đây là cái chân protest nha, cái chân RND thì mình đo 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 tạm chỗ đây thôi. Bình thường là nó sẽ bằng không không, bây giờ mình chọn cho nó nhảy nè, 11.9 thôi đúng không? Đấy, như thế là ổn rồi đấy. Đấy, mạch báo relay không, như thế này các bạn, cái phần dưới này các bạn không cần phải kiểm tra nhiều nữa đâu. Mạch như thế này là cắm thêm một cặp sò vô chạy được rồi.